Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 10, giao tranh giữa Israel và tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dãy Gaza, Palestine diễn ra quyết liệt, nguy hiểm và có dấu hiệu lan rộng sang các nước láng giềng. Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục leo thang nguy hiểm khi Israel chuẩn bị cho một giai đoạn tấn công mới vào dải Gaza. Chiến sự có nguy cơ lan rộng sang các nước láng giềng khi loạt đạn pháo từ Syria và Lebanon lại nã vào Israel. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cảnh báo về những hậu quả sâu rộng nếu Israel không ngừng các cuộc tấn công vào Gaza. CNN đưa tin, nếu tội ác chiến tranh và nạn diệt chủng của chế độ phân biệt chủng tộc ở Israel không được dừng lại ngay lập tức, tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và gây ra những hậu quả sâu rộng, tuyên bố của Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc nêu rõ. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran ông Amir Abdollahian cũng bày tỏ quan điểm tương tự trong cuộc gặp với Thủ tướng Qatar ông Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Việc Israel sát hại hàng trăm người Palestine mỗi ngày là không thể chấp nhận được, và tội ác chiến tranh này cũng như việc phong tỏa Gaza và các nguồn thực phẩm, nước và thuốc men phải chấm dứt, ông Abdollahian khẳng định. Ông Abdollahian ngày 14 tháng 10 cũng có cuộc gặp với lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh tại thủ đô Doha của Qatar, đánh dấu cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa các quan chức Iran và ông Haniyeh kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ. Hãng thông tấn Irina đưa tin về cuộc gặp nhưng không cho biết nội dung thảo luận giữa hai bên. Cũng trong ngày 14 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhỏ gần dải Gaza và cảnh báo rằng bất kỳ ai đến gần biên giới sẽ bị bắn. Theo đài CNN, nhiều tiểu đoàn và lực lượng khác nhau đã được triển khai trên khắp Israel để chuẩn bị nâng cao mức độ sẵn sàng và chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến, đặc biệt là chiến dịch trên bộ quy mô lớn, theo tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel. Tương tự, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel Trung tá Richard Hatch nói rằng Israel đang chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo, nhưng ông không nêu chi tiết. Trong ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến thăm các binh sĩ Israel ở miền Nam và nói rằng giai đoạn tiếp theo đang đến. Cố vấn an ninh quốc gia Israel, ông Zachi Hanetbi ngày 14 tháng 10 đã thừa nhận có sai lầm trong đánh giá tình báo trước vụ tấn công của Hamas vào Israel vào hôm 7 tháng 10. Đó là sai lầm của tôi và cũng là sai lầm của tất cả những người đưa ra đánh giá tình báo. Chúng tôi thực sự tin rằng Hamas đã học được bài học từ cuộc chiến lớn cuối cùng với Israel vào năm 2021. Ông Hanetbi cho biết Israel không nhận được cảnh báo cụ thể nào kể cả từ Ai Cập về cuộc tấn công của Hamas cuối tuần qua. Ngày qua, các vụ phóng rocket từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel vẫn tiếp diễn, trong đó hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome, vòm sắt của Israel đã chặn được hai vụ nổ lớn, kênh Al Jazeera đưa tin. Thủ lĩnh nhóm Hamas, ông Ismail Haniyeh, ngày 14 tháng 10 cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở dải Gaza trong bài phát biểu trên truyền hình, đồng thời kêu gọi người dân Palestine không rời khỏi dải Gaza theo cảnh báo sơ tán của Israel. Hamas ngày qua cũng tuyên bố 8 con tin, trong đó có 4 người nước ngoài mà nhóm này bắt từ Israel đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Trong ngày 14 tháng 10, Israel cũng đã có các cuộc giao tranh ác liệt với nhóm vũ trang Hezbollah gần biên giới Lebanon-Israel. Theo đài CNN, hai bên đã đấu súng trong hơn 2 giờ, đánh dấu thời gian giao tranh dài nhất giữa Israel và nhóm Hezbollah kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ tuần trước. Theo tuyên bố Hezbollah, vào lúc 3 giờ 15 phút chiều 14 tháng 10 giờ địa phương, nhóm này đã phóng một loạt tên lửa vào các vị trí của Israel tại trang trại Sebaa. Trang trại Sebaa là dải đất tranh chấp giữa Lebanon và Syria do Israel kiểm soát. Đáp lại, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã bắn trả nhóm Hezbollah tại các khu vực gần trang trại Sebaa. Cùng ngày, ông Zachi Hanetbi, cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Israel, đã cảnh báo Hezbollah không nên bị lôi kéo vào cuộc chiến. Israel hy vọng Hezbollah sẽ không gây ra sự tàn phá ở Lebanon, bởi vì nếu xảy ra chiến tranh ở đó thì kết quả sẽ rất tồi tệ. Ông Hanetbi cho biết, Israel đang tập trung vào cuộc chiến ở Gaza và cố gắng không bị lôi kéo vào cuộc chiến với hai mặt trận. Trước đó, nhiều rocket từ Syria phóng thẳng vào lãnh thổ Israel khiến Israel đáp trả bằng việc bắn pháo qua Syria. Bộ Quốc phòng Syria đã xác nhận việc Israel nhắm mục tiêu vào sân bay Aleppo của Syria vào tối 14 tháng 10 khiến sân bay này phải đóng cửa. Kẻ thù Israel đã thực hiện một cuộc không kích từ hướng biển Địa Trung Hải, phía Tây, Latakia, nhắm vào sân bay quốc tế Aleppo khiến sân bay bị hư hại vật chất và nó không còn hoạt động nữa, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Syria.
Theo Bộ Y tế Palestine, số người Palestine thiệt mạng trong giao tranh đã tăng lên 2.215 và 8.714 người bị thương. Israel ngày qua không cập nhật thương vong, số liệu gần nhất mà Israel cung cấp là 1.300 người chết và 3.227 người bị thương. Liên quan đến cuộc xung đột Israel-Hamas, trong nhiều động thái của cộng đồng Hồi giáo, đáng chú ý có việc Ngoại trưởng Iran Ami Abdollahian gặp phó thủ lĩnh Hamas và lãnh đạo nhóm Hồi giáo Islamic Jihad ở dải Gaza. Khi Israel đe dọa tấn công khu vực này, Al-Mana TV, kênh truyền hình nhà nước Lebanon ngày 14 tháng 10 đưa tin, Ngoại trưởng Iran Hossein Ami Abdollahian đã thảo luận về tình hình ở dải Gaza và khu vực với Saleh al-Aruri, phó thủ lĩnh ở nước ngoài của Hamas, và Ziyad al-Nakhala, người đứng đầu nhóm Hồi giáo Islamic Jihad. Ngoại trưởng Iran nói, ông đã nắm được các kịch bản hành động Hezbollah đang vạch ra và bất cứ động thái nào của nhóm này cũng có thể gây ra cơn địa chấn với Israel. Ông muốn đưa ra cảnh báo trước khi quá muộn để ngăn chặn tội ác chống lại dân thường ở dải Gaza, Ngoại trưởng Ami Abdollahian nói. Cuộc gặp diễn ra tại Beirut, Lebanon, điểm dừng chân cuối cùng của Ngoại trưởng Iran trong chuyến thăm tới ba nước Iraq, Syria và Lebanon, những quốc gia Iran có ảnh hưởng rộng rãi. Hamas và Islamic Jihad là hai nhóm vũ trang có ảnh hưởng nhất trên dải Gaza, cũng là lực lượng đã tiến hành chiến dịch tấn công Israel cuối tuần trước. Truyền hình Lebanon không nói rõ Ngoại trưởng Iran đã trao đổi vấn đề cụ thể nào với lãnh đạo hai nhóm vũ trang ở Gaza. Ông Ami Abdollahian trước đó đã gặp thủ lĩnh Hezbollah Sayed Hassan Naranla và được thông báo về tình hình của nhóm này ở Lebanon. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cùng ngày nói rằng cuộc tấn công gần đây của Hamas nhằm vào Israel sẽ dẫn đến chiến thắng cho người Palestine. Ông Khamenei gọi cuộc xung đột đang diễn ra ở dải Gaza là một trong những biểu tượng quyền lực của Hồi giáo. Ông cũng kêu gọi thế giới Hồi giáo giúp đỡ người Palestine. Lãnh tụ tối cao Iran vào hôm 10 tháng 10 bác cáo buộc rằng quốc gia của ông hỗ trợ Hamas tấn công Israel, nhưng tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục ủng hộ các vùng lãnh thổ của người Palestine, trong đó có dải Gaza. Iran nhiều lần công khai tuyên bố hậu thuẫn Hamas, quốc gia Hồi giáo này cũng hỗ trợ Hezbollah. Lực lượng Hồi giáo vũ trang ở Lebanon đang đe dọa sẽ mở mặt trận thứ hai nhắm vào Israel. Iran còn có quan hệ tốt đẹp với Islamic Jihad, nhóm Hồi giáo nhiều lần đụng độ với Israel ở Gaza. Israel được cho là sắp mở chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào dải Gaza để tiêu diệt lực lượng Hamas, đáp trả cuộc tấn công vào hôm 7 tháng 10. Các cuộc đụng độ tới nay đã khiến ít nhất 3.200 người ở cả hai bên thiệt mạng và 10.000 người bị thương. Xung đột Israel-Hamas đang bước sang những ngày tiếp theo mà chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào. Với tuyên bố sẽ trả đũa lực lượng vũ trang Hamas thật thích đáng sau cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng này nhằm vào các khu vực thuộc địa phận của Israel. Israel đang cho thế giới thấy được một viễn cảnh nghiệt ngã đang hiện ra trước mắt. Được biết, dải Gaza hiện tại đang là điểm nóng của các cuộc giao tranh giữa hai phe Israel và Hamas. Tuy nhiên, theo thông báo vừa qua từ phía Israel, hiện tại quân đội nước này đang giành được quyền kiểm soát khu vực. Theo đó, nhận định từ giới chuyên gia cho thấy, khả năng cao Israel sẽ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza để đáp trả các cuộc tấn công phối hợp vừa qua của Hamas. Hậu quả sẽ là khó lường nếu điều này thực sự xảy ra. Cụ thể, nếu viễn cảnh về việc Israel tiến hành một cuộc tấn công trên bộ xảy ra, thì kèm theo đó sẽ là nguy cơ làm bùng nổ giao tranh cận chiến tại các khu vực đông dân cư, bao gồm cả trong đường hầm dưới lòng đất và xung quanh nơi giam giữ các con tin. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu trên truyền hình vừa qua đã so sánh lực lượng vũ trang Hamas với nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng nhằm nhấn mạnh quyết tâm về việc sẽ thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn với một lực lượng chưa từng có chống lại Hamas. Mục đích cuối cùng của Thủ tướng Israel là sẽ tiêu diệt hoàn toàn lực lượng vũ trang Hamas. Thống kê từ các bên cho thấy, số người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh nằm trong bối cảnh xung đột giữa Israel-Hamas đang ngày một tăng. Số lượng người thiệt mạng đã vượt qua con số 2.000 người. Trước diễn biến ngày một khốc liệt của cuộc xung đột, phía Israel cho biết đã huy động 300.000 quân dự bị cho chiến dịch thanh gươm sắt. Bên cạnh đó, chính phủ Tel Aviv cũng cho biết sẽ ngay lập tức cắt nguồn cung cấp nước cho Gaza như một phần của cuộc bao vây toàn diện trên lãnh thổ do Hamas kiểm soát. Ông John Spencer, chuyên gia tại Viện Chiến tranh Hiện đại thuộc Học viện Quân sự West Point của Mỹ, dự đoán trên mạng xã hội X rằng khả năng cao động thái tiếp theo của Israel sẽ triển khai chiến dịch chung trên không, trên biển, trên bộ, không gian lớn nhất trong lịch sử chống lại Gaza. Trong khi đó,
chuyên gia Alexander Greenberg thuộc Viện Chiến lược và An ninh Jerusalem cho biết, các cuộc tấn công trước hết sẽ nhắm vào các trung tâm chỉ huy và quân đội của Hamas với hỏa lực từ khắp mọi nơi. Vị này nói thêm, cùng lúc đó, bộ binh sẽ đồng thời chuẩn bị tiến vào Gaza. Trước chiến lược cuộc chiến đô thị của Israel, Hamas bị buộc phải chiến đấu tay đôi, giảm tầm nhìn, tăng nguy cơ mắc bẫy, làm mờ ranh giới giữa dân thường và binh lính và khiến xe bọc thép trở nên vô dụng. Cựu sĩ quan quân đội Anh, hiện là nhà phân tích của công ty tình báo tư nhân James, ông Andrew Galler nhận định, giao tranh trong thành phố là một chiến trường 360 độ vì các mối đe dọa có thể ở xung quanh mỗi người. Xung đột Israel-Hamas đang cho thấy được những dấu hiệu ngày một căng thẳng leo thang hơn khi mới đây, quân đội Israel đã thông báo với Liên Hợp Quốc cần sơ tán khẩn cấp 1,1 triệu người ở phía Bắc về phía Nam dải Gaza trong vòng 24 giờ. Trong phát biểu mới nhất, người phát ngôn Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dujarric nói, Liên Hợp Quốc cho rằng không thể thực hiện đợt di chuyển như vậy mà không gây ra hậu quả nhân đạo tàn khốc. Liên Hợp Quốc mạnh mẽ kêu gọi hủy bỏ bất cứ lệnh sơ tán nào như thế, nếu nó là thật, để tránh biến những điều vốn đã là bi kịch trở thành tình huống thảm họa. Trước đó, người phát ngôn trên cho biết, Liên Hợp Quốc nhận được lệnh sơ tán từ quân đội Israel ngay trước nửa đêm ngày 12 tháng 10. Hiện có hơn 2 triệu người Palestine sinh sống tại dải Gaza. Người phát ngôn cũng cho biết thêm, lệnh của quân đội Israel áp dụng cho tất cả nhân viên Liên Hợp Quốc và những người đang trú ẩn trong các cơ sở của tổ chức này, bao gồm trường học, trung tâm y tế và phòng khám. Trước tình hình đó, cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine, UNRWA, đang tiếp nhận và chăm sóc cho hơn 60% trong số 423.000 người bị buộc phải di dời trong những ngày gần đây ở dải Gaza. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đang ở phía Bắc Wadi Gaza. Được biết, quân đội Israel đưa ra tuyên bố xác nhận lệnh sơ tán và kêu gọi người dân thành phố Gaza di dời về phía Nam, do lực lượng này sẽ hoạt động đáng kể tại đây trong những ngày tới. Trước thông báo sơ tán khẩn cấp từ phía Israel, người đứng đầu phòng truyền thông của chính quyền Hamas, Shalama Marov cho biết, đó chỉ là cảnh báo sơ tán giả của Israel nhằm gây hoang mang cho người dân và làm tổn hại đến sự gắn kết nội bộ. Cuộc xung đột giữa Israel-Hamas đã cướp đi sinh mạng của 1.300 người Israel. Để trả đũa Hamas, lực lượng Israel đã phản ứng bằng cách bao vây dải Gaza, dùng nhiều binh sĩ gần vùng lãnh thổ này và phát động chiến dịch không kích lớn. Chính quyền Gaza cho biết hơn 1.500 người Palestine đã thiệt mạng trong các chiến dịch đáp trả Hamas từ phía Israel. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!